Xin chào anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời của Shop Sun Min. Hiện tại thì bên em đang setup một số combo điện mặt trời hybrid cho một số khách hàng. Thì em sẽ tranh thủ làm một cái video ngắn chia sẻ báo giá với mọi người những cái dòng pin lưu trữ mà hiện tại bên em đang phân phối. Những dòng pin lưu trữ đợt này thì đều có giao tiếp với các dòng biến tần hybrid phổ biến trên thị trường như biến tần hybrid Lock Power hoặc là biến tần hybrid Dire. Thì những cái dòng này đều là thuộc phân khúc cao cấp bảo hành từ 5 năm đến 10 năm. Đợt trước thì bên em có làm những cái dòng phổ thông bảo hành 2 đến 3 năm cũng có giao tiếp. Nhưng mà em thấy giá thành của nó cũng xem cái bản PowerX đợt này, bản cao cấp rồi. Nên là tập trung làm luôn các dòng phân khúc cao cấp. Giá nó chênh lệch một chút ít thôi nhưng mà tăng thời gian bảo hành lên tới 5 năm. Và giao tiếp chuyên sâu cho anh em yên tâm sử dụng nhé. Đây là một số bộ đang setup cho khách hàng. Ví dụ như bộ này có hai khối PowerX song song để nâng tổng dung lượng lên 10kg. Giao tiếp với máy Lock Power SNA 6kg này. Bên này thì có SVE treo tường đang giao tiếp với máy SNA 5kg. Một số combo thì em đã đăng tải trên kênh cũng rất là nhiều video rồi. Mọi người có thể bấm đăng ký để theo dõi. Còn hôm nay sẽ là riêng một cái video cập nhật báo giá mới nhất 4 dòng pin lưu trữ mà bên em đang phân phối trong thời điểm này, áp dụng cho những tháng cuối năm 2023. Giá có thể thay đổi tùy từng thời điểm nhé. Em sẽ cập nhật video thường xuyên lên kênh khi có những cái thay đổi mới. Ví dụ như đợt trước tầm khoảng tháng 8, tháng 9 em có làm những cái video báo giá thì giá lúc đó có thể nó cao hơn thì mọi người có thể theo dõi. Và khi đó cũng chưa có những cái dòng pin như PowerX hiện tại thì mọi người có thể theo dõi những cái video đó. Hoặc là năm ngoái, các năm 2021, 2022 em cũng có làm video giá nó cũng biến động thay đổi theo từng đợt nhập hàng. Như chúng ta biết nguồn cung pin lithium thì nó sẽ biến động theo thị trường nên là giá nó sẽ thay đổi. Nên là bên em sẽ cập nhật thường xuyên. Hoặc là mọi người muốn cái báo giá mới nhất ấy, thì có thể nhắn trực tiếp qua Zalo bên em để cập nhật nhé. Ví dụ thời điểm này em đang quay thì giá nó có thể đang là 25 triệu. Thì đến thời điểm nào đó thì giá nó giảm xuống 24 cũng nên. Thì mọi người có thể nhắn qua Zalo để cập nhật. Còn em làm cái báo giá công khai này là áp dụng cho những tháng cuối năm, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2023 mọi người nhé. Thì phiên bản ít tiền nhất bên em đang có là PowerX. PowerX hiện tại là giá là 24 triệu 500 mọi người nhé. Giá này thì đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm dây nguồn lớn từ pin lưu trữ qua tủ rồi từ tủ qua máy. Và có giao tiếp với biến tần Hybrid Lock Power cũng như là biến tần Hybrid Dire. Em đã có những video chia sẻ cái phần giao tiếp đó, test giao tiếp chuyên sâu rồi cài đặt dòng nạp dòng xả cho từng khách hàng và lên cấu hình chạy tương ứng. Với một khối PowerX 5K này thì chúng ta sẽ lưu được là 5 kWh điện năng. Thực tế của nó là 5,12 kWh mọi người nhé. Những cái pin bên em làm ấy là pin đủ 16S packing. Một số hãng người ta làm ấy thì chỉ có 15 cell thôi, mặc dù là cell 3,2V. Khi mà chúng ta làm 15 cell thì cái điện áp khai thác nó sẽ thấp hơn và cái dung lượng nó cũng thấp hơn vì nó hạn chế đi, bị thiếu đi một cell mà, không đủ 16 cell. Nên là cái phần lưu trữ nó chỉ được khoảng tầm 4,8 kWh thôi. Còn pin bên em là 16 cell, gọi là pin 16S ấy, thì nó xả đủ là 5,12 kWh. Tất cả các dòng pin này đều vậy nhé, PowerX này, rồi SVE và pin HINA. Thì trong đó SVE là có hai phiên bản, bản gắn tủ và bản treo tường. Còn PowerX và HINA thì hiện tại đợt này bên em đang chỉ có bản gắn tủ mọi người nhé. Đợt tới thì HINA có thể sẽ về thêm bản treo tường thì em sẽ cập nhật ở những video sau. Treo tường thì thường thường nó sẽ cao hơn bản gắn tủ khoảng tầm 1 triệu. PowerX 5K thì em cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở những video trước rồi. Nó giao tiếp chuyên sâu với cả Lock Power và Dire. Giá thành thì đang tốt nhất phân khúc. Giá của nó là chỉ 24 triệu 500. Chung phân khúc cao cấp với các dòng pin của SVE đều bảo hành 5 năm, chu kỳ nạp xả là 6.000 lần. Nhưng mà giá thành thì nó tốt hơn, rẻ hơn SVE được khoảng tầm 3 triệu một khối. PowerX 5K thì bản gắn tủ nhưng mà lại có màn hình như SVE bản treo tường ấy. Màn hình cũng theo dõi được các điện áp rồi nhiệt độ. Đây chúng ta có thể nhấn menu này, vào Analog Info này nhé, nhấn Enter đi vào này. Đó, hiện tại nó báo điện áp cả khối này, 52,45V này. Dòng đang nuôi máy này 0,7 đến 0,95A. Rồi ấn down đi xuống này để kiểm tra nhiệt độ nhé. Nó sẽ có 4 cụm đo nhiệt độ giống như SVE treo tường ấy, có T1 đến T4 này. Hiện tại đang là 26,1 đến 26,6 độ C. Rồi chúng ta nhấn ESC để trở về. Nhấn down này xuống cell volt để kiểm tra điện áp từng cell đây. Đó, chúng ta xem đủ 16 cell nhé. Cell số 1 này 3,27V này. Nhấn down đi xuống này, tất cả đang cân bằng 3,27V. Đến cell số 16 này
đảm bảo đủ 16 cell cho chúng ta nhé. Em đã có video chi tiết về quá trình sản xuất cái cell pin, khối pin PowerX này rồi. Nhà máy packing tại Việt Nam luôn nên hỗ trợ bảo hành rất là nhanh nếu có sự cố. Nhưng mà cái dòng pin này thì em cũng đánh giá rất là cao, mọi người sử dụng thì rất là hiệu quả nhé. Tiếp theo là đến SVE mọi người nhé. SVE thì bên em đang có hai phiên bản, đó là SVE gắn tủ và SVE treo tường. SVE gắn tủ em báo giá luôn là 27.500, còn SVE treo tường là 28.500. Giá SVE thì so với PowerX là nó cao hơn 3 triệu nếu mà tính theo bản gắn tủ. Nhưng mà PowerX kia thì có màn hình giống như bản SVE treo tường này. SVE treo tường là 28.500 này, gắn tủ là 27.500 và PowerX là 24.500. Giá này thì đều đã bao gồm dây nguồn, tặng kèm dây nguồn lớn và miễn phí vận chuyển đến tận nơi cho mọi người. Anh em nào mà thích SVE thì vẫn có thể lựa chọn, còn cân đối giá thành nếu mà đầu tư thì có thể chọn PowerX cũng được. SVE thì cũng là 51.2V 100mAh, tất cả các dòng pin bên em đang làm đều là 51.2V 100mAh, có nghĩa là nó packing 16 cell. Đây, như bản này có treo tường nên là chúng ta xem được cái thông số của nó. Cell thứ nhất này, đến cell 16 này, đó. Đây nhiệt độ này, có 4 cụm cell như PowerX kia. Thì em đều đã có những cái video mở lõi cell, xem lõi cell rồi, kể cả bản gắn tủ, bản treo tường, rồi PowerX, rồi Hina. Thì chúng ta có thể bấm đăng ký để theo dõi lại những cái video đó. Còn hôm nay là chỉ đơn thuần là một video báo giá nhé. Rồi cuối cùng là Hina. Hina đợt này bên em đang có là bản gắn tủ thôi, sắp tới thì có thể sẽ về bổ sung thêm bản treo tường, giá nó cao hơn 1 triệu. Thì bản gắn tủ đang niêm yết giá là 28 triệu nhé, treo tường đợt tới thì có thể về giá là 29. Thì giá này là đã bao gồm phí vận chuyển rồi, tặng kèm dây nguồn lớn. Hina là công ty con của Luckpower nên là khi mà kết nối với Luckpower thì nó sẽ giao tiếp chuyên sâu và bảo hành dành riêng cho Luckpower là 10 năm kết hợp với Hina. Còn các dòng này thì đều bảo hành 5 năm. Chất lượng lõi cell thì đều tương tự nhau và đều packing là 16S mọi người nhé. Mỗi cell là 3.2V, pin life PO4. Đợt này bên em đang có sẵn như vậy. Còn biến tần thì chủ yếu bên em vẫn làm Luckpower. Em báo giá kết hợp trong video này hôm nay luôn. Luckpower SNA là bản phổ thông 5kg, đang có giá là 15 triệu nhé. Còn SNA 6kg chạy CT ngoài là 18 triệu. Còn bản LXP cao cấp là 28 triệu, LXP 6kg là 28. Còn LXP 10kg là giá chỉ có 48 triệu thôi mọi người nhé. Giá đợt này đang rất là tốt để anh em đầu tư trong hệ thống điện mặt trời hybrid có lưu trữ. Mỗi một khối như thế này là nó lưu được 5kWh. Giả sử chúng ta cần lưu trữ nhiều hơn thì mắc song song nhiều khối lại với nhau. Tuy nhiên khi lắp song song thì cần đồng bộ nhé. Giả sử ban đầu chúng ta lắp PowerX thì sau này nâng cấp PowerX. Như khách ở đây thì chọn luôn ban đầu là hai khối này, sau này có thể nâng cấp bổ sung thêm một khối nữa, vẫn chọn PowerX nhé. Để cái mạch BMS của từng hãng nó sẽ làm để đồng bộ với nhau, giao tiếp được với nhau. Hina thì kết hợp với Hina, còn SVE thì kết hợp với SVE. Đó là những cái chia sẻ với mọi người về cái phần báo giá đợt này cũng như là bốn dòng pin bên em đang có như vậy. Anh em quan tâm có sự lựa chọn đầu tư rồi liên hệ qua Zalo là 0382124123 hoặc là 0375122365 mọi người nhé. Video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.